Chiều tối nay 23 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội luật gia Liên bang Nga Sergei Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, hai bên tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao. Đặc biệt vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Vladimir Putin đã nhận lời thăm Việt Nam trong năm 2024 và các cơ quan hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, tuy nhiên còn nhiều khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên trong lĩnh vực khoa học cơ bản, hợp tác văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối hàng không và Hội luật gia Liên bang Nga và Hội luật gia Việt Nam, các cơ quan liên quan rà soát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Hội luật gia Liên bang Nga Sergei Stepashin cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ ấn tượng với đất nước Việt Nam rất tươi đẹp, nhân dân Việt Nam rất kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay Việt Nam đang phát triển rất năng động. Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, Chủ tịch Hội luật gia Liên bang Nga khẳng định Nga luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, sẽ truyền đạt, báo cáo các nội dung trao đổi trong cuộc gặp Thủ tướng với lãnh đạo và các cơ quan chức năng phía Nga. Cá nhân ông sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là các lĩnh vực, nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến.